Sau khi kiểm tra tại phường Tam Thuận, chiều nay Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đi kiểm tra công tác giãn dân tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Trong ngày hôm nay, quận Hải Châu đã di dời 22 hộ dân với 68 nhân khẩu thuộc tổ 50 phường Thanh Bình. Đây là khu vực giáp ranh với phường Tam Thuận, nguy cơ lây nhiễm cao nên người dân đã đồng thuận thực hiện giãn dân để giảm nguy cơ lây nhiễm. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã thăm hỏi, động viên và mong muốn người dân vượt khó, chung tay cùng thành phố thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Em thực hiện theo chỉ thị của thành phố, giãn cách như đây rất là có lợi cho dân. Giãn cách ra được số lượng dân và có thể là mình sẽ cách xa được, vừa bảo vệ cho mình và vừa bảo vệ cho mọi người nữa. Tuy là hơi bất tiện nhưng mà em thấy thành phố ra quyết định như đây thì hợp so với hiện tại. Theo đó, các hộ dân sẽ được đưa về tạm tại trường Trung học phổ thông Trường Phú. Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của quận Hải Châu và phường Thanh Bình, đồng thời lưu ý địa phương chăm lo chu đáo nơi ăn chỗ ở cho bà con và tránh lây nhiễm chéo. Và cái điểm này công chí chọn cũng tương đối là đáp ứng được cái yêu cầu. Tuy nhiên, có một số các cái lưu ý khu vệ sinh, đảm bảo sao cho nó khi bà con sinh hoạt nó không có cái lây nhiễm chéo trong khu vệ sinh. Bố trí thêm các cái nọ sát khuẩn tay và cái hướng dẫn. Và đặc biệt là khi tổ chức giám sát thì mình phải coi đây như là một cái khu cách ly, nhắc nhở bà con trong cái việc là phải tuân thủ, không được tiếp xúc với nhau, như là coi như là họ là đang ở nhà. Cái việc thứ hai nữa là cố gắng cái việc tổ chức bữa ăn cho bà con có cái chất lượng, nhất là sau một cái thời gian dài bà con trong nhà thì các cái món ăn, thì các cái đồ ăn, nhất là rau xanh nên tăng cường thêm cho bà con để tạo một cái điều kiện tốt nhất cho bà con. Trước đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đã có cuộc họp nhanh với lãnh đạo quận Hải Châu và phường Thanh Bình. Bí thư Thành ủy đã thống nhất đề xuất của các địa phương là linh hoạt áp dụng chính sách hỗ trợ người dân tương tự như khu cách ly tập trung. Có như vậy, người dân mới yên tâm thực hiện giãn dân.